Dạ vâng, xin kính chào quý vị và khán giả thân mến, quay trở lại với video của mình tiếp theo. Hiện tại thì ngay lúc này là bây giờ là 3 giờ đêm. Trời đang rất là mưa to đây mọi người. Thì bây giờ thì nhà mình đang bị ngập và mình đang vừa mới chạy đồ đạc, các thiết bị mang đi gửi xong. Bây giờ thì mình quay lại cái toàn cảnh mọi người nhìn thấy được. Cái trận mưa này rất là to luôn, ngập hết xung quanh nhà mình. Như lần này thì mọi người có thể nhìn thấy video của mình đây. Cũng có nhà bác ở bên hàng xóm cũng đang dậy đây. Giờ thì mực nước thì nó chảy tràn qua đường đây, từ phía cổng nhà mình chảy ra. Đó, mỗi lần mà mưa to đấy, mà mưa kéo dài thì nhà mình bị dẫn đến cái tình trạng là ngập lụt áng này nhé mọi người nhé. Thì đây mọi người nhìn thấy này, cái này ở trong sân mình thì nó là mênh mông luôn. Đó, ngập mênh mông luôn. Trời bây giờ thì nói chung là tối om, nên là mong mọi người xem video thì thông cảm cho mình. Tại vì mình quay review đây, mọi người nhìn thấy được cái mức nước ở xung quanh nhà mình bây giờ là hầu như là ngập nó như thế này. Đó, 3 giờ đêm mà đang ngủ mà phải dậy nên mọi người ạ. Bởi vì chẳng may mà ngủ quên là dẫn đến tình trạng bị ngập này ngay ấy. Đây là phía trước cổng ngoài bên ngoài. Khổ lắm mọi người ạ. Đang tràn hết sang đường này. Đấy, còn bây giờ mình quay tạm thời là cái bối cảnh lúc lửa đêm này là mình dậy, còn có gì thì mình sẽ đợi kết quả vào sáng nay trời nó hỏng thì mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người cùng xem nữa nhá, xem là diễn biến tình hình nó như thế nào, liệu có ngập lên vào trong nhà hay không thì mọi người chờ vào buổi sáng ngày hôm nay thì trời sáng thì mình sẽ quay được rõ hơn, hình ảnh rõ hơn mọi người nhé. Tại bây giờ thì ngập mất một bậc rồi này. Đây bây giờ đang lên một bậc rồi này. Đó, nước ngập mênh mông luôn. Rồi bây giờ mình tạm thời dừng video đây, đợi đến sáng nhé mọi người nhé. Mọi người cùng theo dõi video của mình thì cho mình xin một like cũng như chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực phát triển kênh nhé mọi người nhé. Hiện tại thì bây giờ là 5 rưỡi sáng rồi mọi người nhé. Thì mình quay review lại cho mọi người cái cảnh chập choạng sáng đây. Thì bây giờ nước dâng lên khá là mạnh nên là mình sẽ tiếp tục quay cập nhật cái thông tin cái địa hình ở chỗ khu vực chỗ nhà mình đây để mọi người biết được cái tình trạng hiện nay này, ngập hết rồi. Này không đỡ nổi được nữa rồi đấy, đây ngập hết rồi, băng lăng luôn nhé mọi người. Từ lúc 3 giờ đến bây giờ là vẫn đang mưa, chưa ngớt một tí nào. Làm chơi thôi. Mình cũng mong là bên chính quyền địa phương và cũng như là bên cơ quan là và cũng như là bên thủy lợi để làm sao bố trí được cái tuyến đường thủy lợi, được kênh mương là nó rộng rãi. Đấy, rộng rãi và thoáng để làm sao để mỗi lần mưa thì nó không ảnh hưởng ngập lụt đến ảnh hưởng đến bà con đây mọi người ạ. Tất cả khu vực chỗ bên cạnh hàng xóm nhà mình cũng vậy, ngập hết luôn. Đấy, bây giờ đây mình sẽ đừng quay cho mọi người xem này. Đây, vào hết nhà gì nữa.
Chả vào. Đấy. Em dậy từ 3 giờ. Này, ui giời ơi, bên ngoài này đường này ngập hết luôn này, cháu vỡ đập rồi xem. Cháu vỡ đập rồi xem nhờ. Cái đập ngoài kia mà, cái đập ngoài cái tràn ngoài này mà. Ui giời ơi. Mạnh lắm, đây này, ngoài này chảy mạnh lắm. Đây. Sau cơn bão mọi người ngập bằng lằng hết. Bây giờ mình cái đầu bên ngoài này, cái khu vực là bên ngoài khu vực cổng chào của thôn Muối, xã Giáp Sơn ngoài này. Táo thì không còn nói chuyện gì nữa mọi người ạ. Táo thì thật sự đây, mọi người nhìn thấy này, tan tành mây khói hết luôn. Đây. Khu này là nước nó dồn từ trên đỉnh của thôn Muối, Giáp Sơn là nó tràn về dưới này. Tình trạng đợt này là cơn mưa thì quá là nguy hiểm luôn mọi người nhé. Khá là căng thẳng luôn đấy. Cái này nó cách khoảng tầm cỡ hơn chục năm nay. Gọi là khoảng chục năm hay mười mấy năm nay là mới dẫn đến tình trạng mà mưa nó tràn qua đường như này. Đấy. Đây mọi người ạ. Tràn hết qua đường luôn, toàn cảnh như này. Chắc chắn ở ngoài đầu bên ngoài này sẽ là nước nó sẽ là dâng cao và nó chảy mạnh hơn. Thì nó mới cái mặt nước ở trên đường này nó mới chảy, nó không thoát được này. Không biết là ở vùng dưới là mọi người là phải cẩn thận chú ý nhé. Đây này mình quay mọi người cận cảnh. Ở chỗ mình sau từ lúc thời gian mà 11 giờ đêm là nó bắt đầu là mưa to nhé mọi người nhé. Đó. Và bây giờ là ngập cái này thì bên giao thông là tốt nhất là bà con không nên di chuyển đi. Băng lăng luôn này. Đấy. Hiện tại bây giờ mới là vẫn là 5 rưỡi nhé mọi người nhé. Khổ lắm. Đây. Những cái cánh đồng trên này bây giờ ngập lưng chừng cây vải này. Lưng chừng rồi. Này tắc rác ô. Khả năng là ở cái đầu bên ngoài này thì khả năng là to hơn này. Chảy mạnh này. Ngoài này là một cái khu vực ngoài chỗ kè tràn của ngoài khu vực của thôn Mê Tô. Ui giời ơi mọi người ạ. Đấy trận này là trận siêu kinh khủng luôn. Siêu to luôn. Này chịu rồi. Ui giời ơi. Bằng lằng này luôn. Đó. Ui giời ơi. Thế này bảo sao. Mạnh lắm, nước to lắm mọi người nhá. Này đi hơi bị xiết đấy. Nước bị xiết đấy. Đây. Ui giời. Chỗ nhà mình thì là cái chỗ điểm trung tâm. Wow. Đây. Bây giờ nó là vướng cái bèo. Ui giời, khó đi lắm mọi người nhé. Đây là nước chảy rất là mạnh này. Mình sẽ quay cận cảnh một chút để cho mọi người thấy được cái lúc này mà qua một đêm. Đó. Chảy. Đây. Không còn cái gì luôn.
khu vực này bây giờ thì những cái hồ này thì có cá à, chỗ mình thì hiện tại bây giờ là cắt điện nhé mọi người ạ, cắt điện ở đây này, bên ngoài này là cái đầu của cái bờ đập kè tràn của thôn Mê Tô, giữa thôn Muối và thôn Chay là phải đi qua cái đường ở đây mọi người nhé, thì mới ra được cái tuyến đường quốc lộ. Ôi giời ơi, bảo thật mà đi rằng luôn, trận này là trận kinh khủng luôn đấy mọi người ạ. À, ở xã cũng vào đây này, mọi người thấy cái đèn nhấp nháy ạ. Đó, ở đây cảnh báo đường cho mọi người đi không đi lại được trên những con đường này nhé. Chỗ này thì đây, cái bảng này cả phải để vào bên trong không? Đấy. Ngập này, bỏ ngập này thì thằng nào cũng thoát nước được thì phải. Đây bên trên toàn là bèo nhé mọi người nhỉ. Cây vải này và cây lán, cái lán này thì người ta trước người ta thầu đây, người ta xây làm đây, bây giờ ngập lưng chừng luôn. Đấy. Úi xoài. Này, trận này kinh điển rồi, nếu mà nó mà mưa kéo dài thì bà con đây lại vất vả. Nói chung là năm nay là năm bà con lại phải chịu khổ thiên tai rất là nhiều, thiệt thòi cây trồng và cũng như là nhiều cái liên quan đến đời sống của bà con. Trời này, mới có 5:30 biết ngay hôm nay là kiểu gì cũng tràn cái đập này. Này ra đầu ngoài kia chắc là xếp mạnh này. Này tràn mạnh ô. Này mình chỉ sợ vỡ cái đường này ấy nhờ. Vỡ cái đường này thì hả? Nó vỡ cái chỗ kia, nó chảy và nó sẽ xiết là kiểu gì cũng vỡ. Sức mạnh này mà mọi người mất cái bèo này, cái bèo này ngập này, khu dưới đường khu dưới kia là ngập mạnh lắm rồi ấy, không còn gì nữa. Hy vọng là thời tiết là nó sẽ biến chuyển là không mưa nữa, nó mưa kéo dài như này thì khổ lắm mọi người ạ. Nhất là nhà mình luôn, bây giờ nhà mình ở là ngập là vừa đêm là phải chạy đồ đạc các thiết bị. Đấy. Các đồ gia dụng là cũng phải chạy gửi sang bên nhà hàng xóm. Thời tiết thì bây giờ nó đang là mưa vừa vừa đó mọi người, mưa hạt thì cũng khá dày ấy. Thất thủ luôn mọi người ạ. Này thì không đi được. Bây giờ đi vào trong này, đi vào đường cái khu nhà mình xem là cái tình trạng nó như thế nào để còn ứng phó, để có phương hướng di chuyển. Cái đà này thì mình thấy là nguy kịch đấy mọi người ạ. Cứ nó mà mưa kéo dài này là tỷ lệ nguy kịch. Nhất là bà con ở dưới cái vùng bên dưới gần sông suối vùng thấp ấy là sẽ dính đến cái tình trạng này. Ôi đường này thì không mong đi lại được nhé. Các bác làm ở khu vực Muối nhá,
đi đâu không đi được đâu nhá. Đấy. Đi này còn khó đi thì mọi người ạ. Xiết, nước rất là xiết luôn. Đây là những cái vườn táo này, là sau cái trận bão của buổi chiều hôm qua thì bây giờ táo đã như này. Đấy. Công nhận là biết là như này qua một đêm thì nước nó dâng lên và nó chảy, nó đổ về rất là mạnh. Mọi người xem video thì cho mình xin một like và cũng như chia sẻ video để cho video được lan tỏa rộng nhé mọi người nhé, để mọi người biết đến được cái khu vực ở chỗ mình nó ngập lụt như thế nào. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển vào cái khu vực bên trong khu vực nhà mình để mình xem là cái phương hướng ở trong nhà mình nó tình trạng nó như nào nhé mọi người nhé. Mỗi lúc nước thì nó lại dâng lên một lúc cơ. Ngập lưng cây vải. Đó. Trời mây đen xì. Trời này thì thời tiết thì hiện nay vẫn là báo vẫn là còn kéo dài chứ. Mình mong sao thì bên chính quyền của hai thôn và các thôn ở lân cận ở khu vực chúng mình này, cơ quan chức năng thì mọi người có thể bố trí cái đường kênh mương. Theo như mình thì cái đường kênh mương này thì không đủ để nó thoát nước được mọi người nhé. Đây này, đây là những cái con kênh mương này nhưng mà ngập tràn qua hết đấy. Đó. Trước ngày thì nó trước ngày là chưa tăng đường lên đấy thì nó không có tình trạng này. Đấy, bây giờ đường rộng rồi nhưng mà kênh mương thì còn hẹp, chưa đủ kích thước của nó nên là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng hậu quả là ngập lụt đến từng hộ gia đình. Đặc biệt thì như mình thì cá nhân gia đình nhà mình là dính 100% luôn. Ngập hết lên mọi người nhé. Đấy. Đi dần về xem cái đầu bên chỗ nhà mình, quay thực tế cho mọi người nhìn thấy được cái cảnh. Trên năm 2008-2010 thì nó cũng chảy nước to này mọi người ạ. Cái này và sau này dân được bất an luôn, lo lắng bằng lằng luôn. Mình đi sang đầu bên này, khu dưới chắc chắn là ngập lụt rồi, ở trên này nó dồn xuống bên đầu bên dưới kia. Táo giờ này thì không gỡ nổi rồi, không gỡ nổi. Đấy, về cái đầu bên nhà mình bên này. Chắc kiểu gì nó mà kéo dài đổ cái đập ngoài kia thật chứ không đến tối luôn đấy. Đấy từ giờ đến trưa bờ đấy còn đi cái gì nữa, đi còn hoay lắm mà đổ xuống cái thì rồi đấy quá. Đấy ông Thành đâu, cái đường ngoài đấy ông Thành vỡ trăm trăm, kiểu gì cũng vỡ.
Đó. Lúc đêm thì mình có muốn quay nhưng mà lại quay thì cảnh trời tối mọi người ạ, nên là mọi người không thể quan sát được cái tình hình nó như thế nào. Thì mình bảo nói trên video rồi thì bảo mọi người là đợi mình sáng ra mình quay review thì nó nhìn nó sáng sủa hơn. Đây là cái cổng hướng chỗ nhà mình đây mọi người ạ. Gì? Đường kênh mương thì nói chung là giờ bây giờ trong cái khu vực trong chỗ nhà mình đây thì loam như một cái ao, như một cái sông. Đấy. Đây một bác rồi có một cái nhà ở đây thì rất là nước có vào. Đấy. Nước nó dâng mạnh này có phải là đơn giản đâu. Đấy, thì cái sân nhà mình đây mọi người ạ, bây giờ ngập chuẩn bị sang đến bậc thứ hai rồi. Bậc thứ hai rồi. Nó ngập đến mức độ đấy. Sau cơn bão thì táo là nhìn la liệt luôn, toàn bộ cánh đồng. Cánh đồng là không còn cái gì luôn, sau buổi chiều tối hôm qua. Đấy. Đây, xe pháo này. À, cũng như là máy cày để thiết bị phát máy nổ của mình cũng bao nhiêu người gạ mình bán ấy, nhưng mà mình không bán, mình để phục vụ cá nhân của mình, của gia đình mình. Đấy, xe thì mình gửi đây, gửi bên hàng xóm đây đó. Còn một cái đường này thì một cái đường đây, cái đường trong này cũng ngập rồi, tràn hết luôn mọi người nhé. Đó. Kinh khủng luôn, dã man. Đây bên này là nhà ông chú, nhà ông Đào rút chẹo đây mọi người nhé. Chắc hẳn là mọi người lân cận đây thì biết nhà ông Đào đây. Đó. Ông chuyên rút chẹo bó gãy rồi là thoát vị đĩa đạn rồi là các cây khác nữa. Nhà ông bà cũng gặp, ông bà dậy từ lúc 2-3 giờ sáng. Đấy. Ngập kinh khủng luôn, đập sắp vỡ rồi ông ạ. Ngoài cơ hả? Ừ, kề chán ấy. Tràn qua hết rồi. Bằng lằng luôn rồi. Đổ chứ, cái đường đấy cháu thấy lất, kiểu gì cũng đổ rồi. Ờ. Đấy. Giặt luôn hết luôn mọi người. Đấy, đường cái kênh mương như thế này thì mọi người bảo là làm sao mà nó thoát được nước đây. Đây. Kênh mương thì nó không được rộng nên là nó sẽ không thoát được. Mọi người thấy chưa ạ? Ngập hết đây. Đấy. Ở cái đầu bên kia thì băng lằng luôn, ngập rất là nhiều. Để mình đi sang đấy mình quay cho mọi người xem ở cái đầu bên đấy nó như nào nhé. Mình tạm dừng cái đoạn ở đây cái mọi người nhé. Đây. Cơn bão từng qua này. Táo nhà Lào cũng như nhà Lào đâu mọi người ạ. Đây cái đường này, cái đoạn này nó không thoát được đi nên là nó sẽ chảy chậm và ắng nước đi này. Đấy, tan thành mây khói. Đây táo đây mọi người. Táo đây. Sau buổi chiều hôm qua là hầu hết như nhà Lào cũng như nhà Lào mọi người. À, bây giờ mình đang cầm tay lên này, nó hơi rung lắc một chút. Mọi người xem video thì thông cảm cho mình nhé. Ơi,
cái đầu bên này thì lúc khoảng tầm 4 giờ thì mình 3:30 4 giờ là mình sang cái đầu bên này, thì là mình định lên cái đầu của trên này là cái đầu của thôn này. Thôn thì trực ban cả đêm ở trên đấy mọi người ạ. Mình định lên trên đấy là xem mấy anh em ở trên đấy tình hình như thế nào để báo cho thôn. Nhưng mà tất cả đây, nhà ui rồi, nhà ông Linh ngập hết luôn này. Đúng chiều hướng chảy về đây. Đó, lúc ban đầu là mình tầm 3:30 là rẽ ra cái đầu bên kia ông ạ. Đấy. 3:30 là mình ghé qua cái đoạn đầu bên kia, nhưng mà sau cái tầm gần 4 giờ thì mình sang đến đầu bên này mình thì nó dâng lên mạnh rồi. Thế là mình cũng không di chuyển qua. Đó. Ở cái nhà em đây, đây đấy, ngập bằng rốn rồi mọi người. Đấy. Đây. Thế vành lao này thì hiện nay là đang bị vỡ. Úi giời, ô. Không còn gì luôn. Cái điện đóm rất là nguy hiểm luôn, ngập này mọi người. Độ sâu từ mặt đường lên đấy là qua đầu gối rồi. Đầu bên kia thì bây giờ hiện tại của bên thôn thì bây giờ là đang là băng, gọi là không cho mọi người di chuyển qua cái tuyến đường này. Trận này cũng là một trận lịch sử so với năm 2008-2010 trước đây. Đi này thì không đi được đâu nhé mọi người, mình cũng không sang được bên kia đâu. Nước khá là mạnh. Ngập hết. Đây, nhà dưới kia ngập đến bậc như nhà em kia thì nó cao, nó không như nhà mình, nhà mình thì thấp. Đấy, ông Đào ơi, bảo rút, rút đâu? Lúc cháu quay lại phi xe sang đây ấy, không đi được nữa. Ồ. Cái vườn táo đây. Úi xôi, ngập. Dã man luôn. Rồi ok nhé mọi người nhé, bây giờ mình tạm thời mình kết thúc cái video ở đây. Mình về chống bão, phòng chống ở chỗ nhà mình nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem video thì cho mình xin một like và cũng như chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực. Và mọi người chờ đợi mình những video tiếp theo lần sau của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video và cũng như ủng hộ mình trong thời gian qua. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình tiếp theo. Xin chào.